Ok, nếu như anh em đọc tiêu đề rồi ý, thì Chun sẽ không nhắc lại nữa. Thì hôm thứ hai tuần này Chun vào server 3F, vào Chun vào Bad Boy chơi như một ngày bình thường thôi. Nhưng mà tự nhiên Chun thấy Chun bị ban trong 3F 2 ngày bởi vì AFK trong Bad Boy Ranker. Một lúc sau thì Chun vẫn vào được. Đang chơi vui thì tự nhiên có một ông nào đấy nhảy vào voice trong server của Chun bảo là Chun hack, hack trong Bad Boy. Thì xong Chun mới hỏi lại là có phải trong Bad Boy Ranker đúng không? Thì ông nói là đúng, đúng là trong Bad Boy Ranker. Xong rồi lúc ấy trong đầu Chun kiểu ôi tôi chết mẹ rồi, bị hack ạc rồi. Mình nghĩ là tại sao mình có thể bị hack ạc được. Xong Chun mới biết là hình như Chun lần trước Chun livestream có lộ mật khẩu đấy. Xong rồi Chun bị out server và lúc đấy anh em bảo ơ sao Chun trong server này. Kiểu what the fuck. Thì mình lúc đây mình có ghi hình lại khoảng 5-6 phút gì đấy. Nếu anh em muốn xem thì giờ mình sẽ phát cho anh em luôn. Nếu anh em muốn skip thì skip cũng được. Mình sẽ nói tiếp. Mật khẩu của ông là chuông game pin đúng không? Đúng rồi. Thằng gấu nó xây này, Được. rồi thế thằng gấu rồi, thằng gấu bên sẽ bận ứng dụng. Vừa đặt lông vừa vứt được đồ hảo vãi. Rồi rồi. Nó đang cày sao cho tôi này, nó đang cày sao cho tôi này. Tại Sao sao? sao free. Chuông này bảo rằng Ui ui what the ui 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 cho hai cái. Ui. Máy rồi. Hình như nó biết anh mình đang ở Lắc trong này rồi, đấy. lắc rồi, lắc rồi. Hình như nó biết là anh đang ở trong này đấy. Nó là F1, nó là F1. F1 kêu. Đó là đi mà Tôi mày kêu kêu không kêu kêu quay kêu đang F1 đấy, con đuôi em. qua sảnh 2, qua sảnh 2, qua S2 rồi qua sảnh. Mày này Chun Chun qua sảnh 1 bị tu bần tiêu bần tu ban đi kìa. Có ban đi. Người hay thật hết đấy. Chưa, nó vẫn đang bay, Wow, nó bốn đang người. bay ở bên sảnh 2 What the fuck lag. Đâu ID, đâu ID, đâu ID, có ID. Người cầm áo tôi chưa? Mẹ lại còn trêu nữa. What the fuck? Thì ngay sau lúc đấy Chun đã đổi mật khẩu nhẹ và mọi thứ trở lại bình thường. Mỗi tội là ông này spam. Thế nên là bị cầm chat trong 3 ngày. Hiện tại đã chắc chat được rồi. Và cái ông mà cầm ạc của Chun đấy chính là Gấu Baby, một thanh niên ảo ở Genshin Impact. Mà tôi nói thật là tôi còn hiền, tôi cũng không bảo gì đâu đấy. Chứ mà đằng khác ấy. Thì đầu Chun nghĩ là người ta chỉ phải biết cả ạc ti lau chơ thì người ta có thể đăng nhập cái ạc server được. Nhưng mà không, nắp nắp nắp. Sau video này thì Chun đã sắm được cho mình một cái bàn phím và một cái con chuột rất là xịn luôn. Thì video sau chúng sẽ review sau. Thì chúc anh em có một buổi tối tốt lành. Cảm ơn anh em đã xem cái video thông báo này của mình. Và mình cũng xin lỗi những anh em nào mà chat với mình mà mình không ghép được trong game. Yep. Bye bye.